đã làm tất cả những gì mà mình cần phải làm để đáp lại lời mời gọi của Thượng Đế, của ông bà tổ tiên và của hàng triệu linh hồn chiến sĩ. Bổn phận và trách nhiệm đối với đồng loại và đối với đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta và đối với đất nước Việt thân yêu của chúng ta và đối với thế hệ trẻ con cái cháu chắt của chúng ta. Đó là lý do tại sao Thánh Gióng chúng cháu một lần nữa lại nhắc nhở cho quý anh chị chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như Thánh Gióng nhắc nhở cho tất cả quân dân cán chính đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta, hãy tập hợp lại để cùng nhau làm việc, đồng hành với Thánh Gióng để làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gốc. Giờ mở cửa ở đây bây giờ thì thứ ba, thứ năm, thứ bảy, 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa, bởi vì Thánh Gióng phải làm nhiều việc lắm, không thì giờ tiếp đồng bào mỗi ngày được đâu, bởi vì đồng bào đã để Thánh Gióng ôm đồm của mình mấy năm nay, chịu đựng làm thế cho đồng bào mệt quá, bây giờ vẫn tiếp tục làm. Chỉ có vài hội viên kỳ cựu chưa bị cộng sản mua mua chuộc hay là tập cái bánh xe hay là như thế nào đó, nhưng mà tôi biết chắc những hội viên này sẽ không bao giờ bị sập bẫy của bọn cộng sản siêu quỷ khuẩn hàng ngày. Đồng hành cùng Thánh Gióng cùng một số bà mẹ chiến sĩ đã hy sinh phụ giúp Thánh Gióng, nhưng mà đồng bào biết mà ngân sách thiếu hụt, bởi vì đồng bào đã chưa làm một phần của mình, vì thế đồng bào cần phải làm một phần của mình. Thì bây giờ hiện tại đồng bào có thể tập họp tại công viên Liberty thuộc thành phố Westminster, tức là tọa lạc trên đường Monroe ngay ngã tư Westminster Avenue, tức là phía bên này từ hướng đường Beach đi lên á, phía bên tay phải là thị xã Westminster và đường All American Way vào khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Tuy nhiên, Liberty Park, công viên Liberty là ở phía bên này đường đường Monroe, tức là thay vì quẹo phải là vào công viên đài chiến sĩ thì chúng ta lại quẹo trái đường Monroe, thì sẽ tới Liberty công viên ngay đó, rất rộng rãi, và chúng ta đến đó mỗi Chủ nhật 10 giờ sáng để cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ nhận diện được một số phép lạ sẽ hiện ra trên mây do Cha Trời Giêsu sẽ tỏ hiện ra để dẫn dắt chúng ta, và cũng như một lần nữa cảnh báo nhân loại chúng ta. Hãy làm như thế đi. Đồng thời thỉnh CD nhạc tĩnh tâm và hình ảnh phép lạ vĩ đại mà Thánh Gióng chúng cháu đã trình bày trong lúc chờ đợi đồng bào làm bổn phận của mình, bởi vì chúng ta cần có nhiều ban lắm. Hồi nãy tôi đã trình bày rồi, ban thế này, hồi nãy tôi lại nhắc lại một lần nữa, chúng ta cần có ban tài chính, ban tiếp tân, ban liên lạc, ban thông tin báo chí truyền hình, ban trật tự, vân vân và vân vân. Thì thưa đồng bào quý mến, chúng ta cần phải làm những gì chúng ta cần phải làm, và thưa đồng bào, chúng ta cần có trên 100 triệu video, tức là view, phải nói cần có trên 100 triệu view vào những trang website của chúng ta để xem xét những phép lạ vĩ đại mà Thánh Gióng chúng cháu đã trình bày trên 4 năm nay. Và đồng bào biết là sau khi mà có được khoảng 100 triệu view vào những trang web sai của chúng ta thì lúc đó là lúc mà tất cả nhân loại sẽ kính nể và sẽ trao trả quyền lãnh đạo đất nước cũng như quyền phục vụ trên hết cho nhau ở tại đất nước chúng ta, do chính
đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta cùng nhau làm việc. Cộng sản thế giới, cộng sản gì Việt Nam, cộng sản Tàu, cộng sản Cuba, cái gì gì những cộng sản Nga Xô thì cái hay là cộng sản, họ sẽ vô cùng kính nể chúng ta. Cũng như cái đám mà tự do quá trớn, con buôn thế giới, tham sân si, họ sẽ vô cùng kính nể chúng ta. Để rồi họ sẽ không dám quấy rầy chúng ta nữa. Để rồi họ bắt buộc kính nể, trao trả quyền tự quyết của dân tộc và đất nước chúng ta, quyền công bình, bác ái, thiên lành, nhân bản. Bởi vì họ sẽ không có một chọn lựa nào khác. Bởi vì họ sẽ vô cùng kính mến và kính nể chúng ta nếu chúng ta nhập cuộc làm việc thông báo những tin mừng vĩ đại của Thượng Đế đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, hy vọng ngày hôm nay, chương trình ngày hôm nay, đồng bào thức tỉnh phần nào. Thực sự ra thì Thánh Gióng Trung Giáo không có gì trách móc ai hết, bởi vì những sự việc này vô cùng vĩ đại và vô cùng ngỡ ngàng và ngạc nhiên cho bất cứ ai khi mà nhận diện, nhìn thấy những